Hello, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người cho em Toàn gửi một lời chúc buổi tối vui vẻ đến mọi người nhá. Em Toàn hôm nay lại có một em đĩa men xanh lam đây. Họa tiết vẽ hoa rất là đẹp luôn. Đấy, các bác thấy chưa? Vẽ như 3D luôn. Toàn bộ là vẽ chìm nhá mọi người nhá, vẽ chìm bằng phủ men nhá mọi người. Rất là đẹp luôn. Chiếc này là chiếc của Imali nhá mọi người nhá. Đây mọi người này, chiếc này là chiếc của Imali nhá mọi người. Chuyện mọc đầy đủ luôn. Đấy các bác. Đấy. Chuyện này rất là đẹp luôn. Đấy, các bác thấy chưa? Thấy chưa? Để em đo kích thước cho các bác nhé. À, mặt của nó là 40,8 nhá. Coi như là 40, gần 41 rồi mọi người ạ. Em tính 40. Mặt 40. Mặt 40, chiều sâu của chiếc này. Chiều sâu nó vào khoảng 5 nhá mọi người nhá. Chiều sâu vào khoảng 5. Chiều sâu vào khoảng 5, hàng Imali. Quá là đẹp luôn. Họa tiết vẽ hoa rất là đẹp luôn. Đấy các bác thấy chưa? Họa quá là chất luôn. Đây, để em quay sát lại cho các bác xem nhá. Đây các bác. Đấy, hoa nó đẹp chưa? Đấy, bác nào mà ưng ý chiếc này thì các bác cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhá. Đấy, hàng chuẩn người Nhật luôn, vẽ họa tiết quá là đẹp luôn các bác. Thôi em xin chào mọi người nhá.